Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay thì tôi sẽ không review gì cả, và tôi sẽ phân tích một vấn đề thường thấy trong thế giới đồng hồ, là tại sao một mẫu đồng hồ, một thương hiệu lại có mức giá đắt đến như vậy. Vâng, để ví dụ thì tôi có hai cái chiếc đồng hồ ở đây. Bên tay trái tôi có một chiếc Longines với mức giá là hơn 10.000 đô. Và bên tay phải tôi có một chiếc Patek Philippe có mức giá là gần 100.000 đô. Ở hai mẫu đồng hồ này thì cùng chất liệu vàng hồng. Tất nhiên là có khác biệt về tính năng, một bên là có lịch ngày và chronograph. Bên này chúng ta có lịch vạn niên. Vâng, khác biệt tính năng thì khá là lớn. Nhưng mà thực sự thì tính năng thì cũng không thể làm mức giá lên đến 10 lần được. Vâng, yếu tố nào là yếu tố quyết định để chiếc Patek Philippe có mức giá gấp 10 lần chiếc Longines này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Vâng, trước hết thì nó là thương hiệu. Patek Philippe đã xây dựng thương hiệu ấy rất lâu rồi. Thực ra xét về lịch sử thì Longines cũng không hề kém cạnh. Nhưng mà Patek Philippe đã xây dựng lịch sử của mình là một thương hiệu đồng hồ cao cấp và với mức giá rất là cao. Và đồng hồ họ cao cấp ở chỗ nào? Với các bạn thì bạn nhìn mặt số này không có quá nhiều khác biệt. Tất nhiên là độ hoàn thiện thì nó sẽ cao hơn. Độ hoàn thiện thì nghe rất là chung chung không ạ? Cái tôi muốn đề cập ở đây đó chính là độ hoàn thiện của bộ máy đồng hồ. Với những mẫu đồng hồ cơ học thì bộ máy mới thực sự là linh hồn và cái thứ làm nên giá trị cho đồng hồ. Nhìn qua thì những phương pháp hoàn thiện của hai bộ máy này thực sự là không có quá nhiều khác biệt. Patek có vân sọc Coutex de Genève, Longines cũng có. Patek có phân tròn Perlac, Longines cũng có. Thậm chí Roto của Longines còn được khoét một phần để thiết kế dạng skeleton. Thực tế thì chữ chạm khắc, chữ Longines ở trên này cũng rất là đẹp, rất là nét. Patek thì cũng có chạm khắc, nhưng mà thay vào tên thương hiệu thì đó là logo hóa thị ở đây. Vâng, nhưng mà chúng ta sẽ đi chi tiết hơn. Thứ gì nó lên mức giá khác biệt giữa hai mẫu đồng hồ này? Cùng một kỹ thuật vân sọc của Coutex de Genève thì hai mẫu đồng hồ sẽ có sự khác biệt như thế nào? Vâng, nhìn từ xa xa thì không có gì khác biệt, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ vào thì chúng ta thấy là vân của Longines khá là đậm và thực tế là không đều lắm. Còn chúng ta nhìn lại vân của Patek thì rất là mảnh, những cái vết xước cực kỳ mảnh mà thực sự quay macro lên cũng khó mà nhìn thấy được rõ. Vâng, đó là một sự khác biệt, mặc dù là chúng ta không thể nhận thấy được rõ, nhưng mà đó là sự khác biệt giữa Patek và Longines. Bên cạnh vân sọc chúng ta cũng có vân xoáy tròn, và cả hai mẫu đồng hồ đều có vân xoáy tròn. Nhưng mà nếu bạn để ý kỹ hơn thì cái vân xoáy tròn của chiếc Longines này thực sự nó không đều. Tất nhiên là nhìn từ xa thì chúng ta không thể rõ được, nhưng mà quay macro vào thì chúng ta thấy khá là rõ là từng cái vết xước bên trong nó không đều nhau. Có những đường xước đậm hơn, có những đường xước nhạt hơn. Với Patek Philippe thì ngược lại, tất cả đều hoàn hảo và có độ chính xác rất là cao. Cái thứ hai tôi muốn nhắc đến đó chính là phần rotor, cái trục xoay của rotor này. Đây là những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà Patek cũng để ý. Và để thấy phần này chúng ta có vân xoáy tròn Perlac này. Còn Longines thì tất nhiên là với mức giá 1/10 thì họ không thể để ý tất cả chi tiết được. Và độ hoàn thiện chúng ta có thể nhìn thấy ở chỗ nào nữa? Đó chính là cầu nối của bộ máy. Như bạn này thấy là cầu nối của Patek Philippe, tất cả cầu nối đều vắt cạnh. Và những cái chi tiết vắt cạnh tưởng thì đơn giản thôi, nhưng mà thực sự là chế tác khá là kỳ công. Còn với chiếc Longines, cầu nối không được vắt cạnh như thế. Và chúng ta còn điều gì nữa? Đó là chân kính. Những cái lỗ trên cầu nối để đặt chân kính của bộ máy Patek Philippe thì cũng được vắt cạnh luôn. Các bạn này nhìn thấy là từng cái lỗ nhỏ này cũng được vắt cạnh và đúng chuẩn 45 độ. Còn bên Longines lại một lần nữa chúng ta không có. Và còn nếu bạn để ý thì một số chân kính quan trọng của bộ máy Patek Philippe được bọc thêm chaton. Vâng, chaton là một thuật ngữ trên ngành dùng để chỉ một cái vòng bằng vàng bọc xung quanh chân kính. Cái vòng này thì có khả năng giúp tăng khả năng chống sốc và giúp bộ máy hoạt động ổn định hơn. Và tất nhiên là Longines cũng không có. Đó là những thứ chúng ta có thể nhìn thấy được, mặc dù rất là khó. Còn thứ gì chúng ta không thể nhìn thấy được? Đó chính là những công nghệ được sử dụng bên trong chiếc đồng hồ. Nhìn thì bạn tưởng bánh lắc của hai chiếc đồng hồ đều được làm từ cùng chất liệu vàng, thực ra là không phải. Bánh lắc của Patek Philippe là bánh Spiromax, được làm từ silicon. Nhìn bên ngoài thì rất là giống vàng, nhưng thực sự là không phải. Đây là công nghệ mới. Sự khác biệt không chỉ ở bộ máy, mà chúng ta còn thấy được sự chăm chút của Patek Philippe dành cho mặt số chiếc đồng hồ. Và nếu bạn để ý kỹ thì những cửa sổ thứ và tháng ở đây
đều được tạo hình vòng cung ở bên trong, rất là nhẹ rồi. Nhưng mà chúng ta phải thấy đó là hình vòng cung và ôm theo mặt số, chứ không phải hình vuông. Tất nhiên là tôi không ý kiến gì về hình vuông của Longines, vì thực sự là độ hoàn thiện chiếc đồng hồ này cũng khá là cao, rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta có thể thấy sự tinh tế của Patek, họ chú ý đến từng cái chi tiết rất là nhỏ. Và đó cũng chính là lý do làm nên giá trị của chiếc đồng hồ Patek Philippe. Vâng, mong rằng sau video này các bạn có thể hiểu được giá trị của chiếc đồng hồ Patek Philippe. Chiếc đồng hồ Patek Philippe không chỉ đắt về tính năng mà còn về giá trị của thương hiệu, về độ hoàn thiện chiếc đồng hồ, về từng những chi tiết rất là nhỏ mà chúng ta khó có thể thấy được bằng mắt thường.